Ủa mà bình thường em thích gì nhất? Nhậu. Em là con gái mà sao sở thích cá tính mạnh quá vậy? Đúng rồi. Mình bình thường con gái là người ta thích uống sinh tố hoặc uống trà chanh hay là trái cây gì đó. Em muốn... Không. Em muốn nhậu hả? Đúng rồi. Anh thích gì? À... Thích gái sao? À, một bạn gái của anh hả? Đúng rồi. À, dễ thương. Rối rối em. À, thùy mị. Bà nội cha mấy cái con mũi. Quá nhiều mũi quá vậy. Với lại giọng nói nó hơi nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ. Lỗi anh nha. Em ơi, cái này là mình vẽ lên hả em? Mấy chục triệu vết xăm này đó ha, đầu tư mấy chục triệu luôn á. Đẹp không? À, đẹp. Muốn coi nữa không? Trong người còn nhiều lắm nè. Em ơi, thôi. Ở đây đông người lắm. Em thấy anh hợp với em rồi đó nha. Bây giờ anh về nhà anh kêu ba má anh qua đây để mà hỏi cưới em đi. Có nhanh quá không vậy? Không. Sao mà nhanh được? Em đang cảm thấy rất là nôn nóng luôn đó baby. À, anh cũng nôn lắm luôn á. Cho nên không nhanh đâu, mình đang chậm lắm rồi. Anh nôn về nhà với mẹ lắm á. Về nhà để làm gì vậy? Tại anh về anh hỏi mẹ coi là cái việc này nó có thể đi xa hay không, với lại bàn với mẹ coi là có qua hỏi cưới em được hay không á. Phải cưới em thôi. Anh có điện thoại. Anh đi trước nha, rồi có gì mình gặp sau nha. Em bé không muốn coi thêm mình xong hả baby? Trời ơi là trời, tôi đã cực khổ sắp xếp cho có người qua coi mắt nó mà bây giờ nó làm tôi nhục nhã như vậy nè trời ơi. Ba má đó chỉ muốn kiếm cái chỗ tử tế cho con, mà tại sao con làm vậy hả Sang? Ba má, con xin ba má cho con được phép tự quyết định chuyện yêu đương của mình đi. Tao á là chỉ muốn kiếm chồng cho mày á, sung sướng cái tấm thân của mày. Má ơi, con cần người thương con, chứ con không có cần chồng giàu. Giàu mà mình không có tình cảm, lấy về cũng đâu có vui vẻ hạnh phúc gì đâu. Tình cảm á thì từ từ cũng sẽ có mà con. Để cho mày á, kiếm chồng á, mày kiếm cái thằng khố rách áo ôm về là khổ cả một đời của mày đó nha con. Má, người ta nói là thà khinh người giàu mà bất nhân bất nghĩa, chứ đừng có khinh người nghèo mà sống có tình có nghĩa. Nghèo nhưng mà người ta hả tốt, hai vợ chồng cưới nhau về chí thú làm ăn thì cũng giàu lên mấy hồi. Ông coi đó, tôi nói một câu nó cãi tôi một câu vậy đó, chịu đời nổi không à? Con à, ba má đó là muốn kiếm cho con á người chồng giàu sang tử tế để con được đỡ tấm thân. Ba má đó cũng được nở mặt nở mày với bà con lối xóm nữa mà con. Ba, bộ mình chỉ có một cách để nở mặt nở mày duy nhất là con gái đi lấy chồng giàu thôi hả? Mày không thương má với ba hả sao? Con phải nghĩ cho má với ba chứ. Nhưng mà con thấy cái điều này nó vô lý lắm á. Tao đã quyết định rồi, không được cãi tao. Tao sẽ tiếp tục lấy kiếm mối cho mày. Chị có cái gì? Ba má em lại hối em lấy chồng nữa hả? Dạ. Mà Sang, sao em không nói với ba má em á là em đang quen cái thằng hết để cho ba má em đừng kiếm người làm mai làm mối em nữa. Đâu có được, em mà nói em thương anh hết là em chết. Mắc chết. Em hiểu chết tính ba má em lắm. Ba má em hả, chắc chắn không có chịu anh hết đâu. Chê ảnh nghèo nè, mồ côi nữa. Biết hả, là ba má em cấm đó. Vậy giờ em tính làm sao? Không lẽ giấu hoài hả?
Không có được. Em là con gái mà, giấu riết rồi em ế sình ra rồi làm sao? Tụi em tính với nhau hết rồi. Đợi khi nào mà anh hết hết á. Hả? Hả? Anh hết, hết nghèo á. Đó, cái ảnh khá khẩm chút ha. Lúc đó em dắt ảnh về ra mắt ba má, công khai luôn. Chắc chắn ba má sẽ chịu. Sang nè. Đó. Em với hết quen nhau cũng lâu lắm mà ha. Lâu lắm luôn á mấy chị. Mảnh thương của mình em à. Thằng hết nó có hay tặng quà cho em không? Có chứ. Có hả? Hả? Cái hồi mà ảnh mới cua em á, ảnh tặng em nguyên một cái kẹp luôn. Em giữ tới giờ luôn. Vậy em ngon hơn chị rồi. Trời ơi, chồng chị á đâu có tặng gì cho chị đâu. Mỗi lần chị đòi cái ông nói trời ơi dễ dời. Trời ơi, bà là vợ chồng rồi, còn người ta là đang yêu nhau, còn đang bồ bịch thì phải khác chứ. Kệ đi chị, có quà thì mình vui, còn không có quà thì mình vẫn vui. Em vậy á, em yêu không có cần vật chất đâu. Ý đâu có được, em phải đòi hỏi chứ, không có được dễ dãi. Trời ơi, lúc này là lúc mình đang còn được cưng nè. Em đòi ảnh cũng có tiền đâu mà hỏi. Biết đâu nó có mà nó giấu thì sao? Đúng rồi. Không có đâu. Anh hết á, cái gì ảnh cũng nói chuyện với em hết á. Ảnh có là anh sẽ nói cho em liền à. Anh không có giấu em chuyện gì hết. Em chắc không? Chắc mà. Em tin ảnh tuyệt đối. Em tin ảnh còn hơn là em tin chính em nữa. Sang, này chị hỏi tới nhị xíu nha. Vụ tiền bạc á, em với lại hết á, là xài chung hay là Mạnh đứa nào để xài? Đúng rồi. Anh nói em giữ tiền của ảnh đi, nhưng mà em không có chịu. Em suy nghĩ chứ. Em nghĩ thôi, khi nào cưới đi rồi mới giữ tiền chung như vậy. Còn giờ kỳ lắm. Cái em nói thôi, Mạnh ai người đó xài. Trời ơi, nhỏ này, người ta đưa tiền giữ thì giữ đi, mắc gì thì không lấy. Em có nói với ảnh là ảnh mà để dành được tiền thì ảnh cứ để dành đi. Vậy mình hết nó cũng giỏi tính toán, chắc nó cũng có dư lắm ha. Dư không? Chắc dư đâu chị ơi. Tại nếu mà dư nhiều là ảnh nói với em để em dẫn ảnh về ra mắt ba má em rồi. Vậy là không có rồi. Có. Có hả? Có hả? Có khách. Trời ơi, có khách đặt làm móng mà. Trời ơi, nãy giờ lo tám quên luôn. Thôi mấy chị ăn giùm em luôn nha, em đi nha. Trời khách chửi chứ. Tôi nghĩ chắc là con Sa nó không có biết thiệt đâu bà ơi. Cái thằng hết này ghê thiệt á, ngay con ghệ mà nó cũng giấu. Ê, mà có khi nào á thằng hết nó không lấy thiệt không bà? Nó không lấy thì ai lấy? Không lẽ vé số tự nhiên biến mất? Thì tôi cũng đoán thôi mà, chứ bà cũng đâu có chứng cứ gì đâu, đúng không? Thì không chứng cứ tôi mới mất công hỏi tới hỏi lui vậy nè. Rồi giờ bà tính làm sao? Tôi cũng chưa biết tính làm sao nữa. Ta nói chưa có trúng số gì hết trơn á, mà không biết ai đi đồn rần rần là tôi trúng số. Rồi cái chủ nợ tới đòi quá trời luôn. Thì chuyện lớn vậy ai cũng biết mà, cần chi phải đồn. Ê, tôi có chuyện nhờ bà giúp nè. Vụ gì? Bà có tiền không? Bà cho tôi mượn tiền trả cho bà Út nè. Chứ bà Hoàng bà chửi tôi quá. Cái gì? Mượn tiền tôi? Nhiều? 2 triệu. 2 triệu? Không có rồi thôi, làm gì dữ vậy? Chờ một chút đi. Ủa, bộ mới đập ống heo hay sao vậy? Thì tiền này tôi để dành tiền ăn Tết nè. Nhưng mà bây giờ bà mượn á, tôi đưa cho bà trước. Nhưng mà phải trả cho tôi trước Tết nha. Sẽ trả liền mà, yên tâm. Tôi lấy tôi giải quyết cái chuyện trước mắt cái đã. Nè, đủ 2 triệu, đếm lại đi. Đúng rồi, cảm ơn bà nha. Bây giờ tôi phải đem qua trả bà Út liền mới được. Ủa gì kỳ vậy bà?
ngồi uống nước nói chuyện chứ có tiền cầm đi te te vậy? Trời ơi, đang lúc dầu sôi lửa bỏng này mà uống nước cái gì? Trời ơi, tôi phải đi liền, để không thôi bà chửi tôi nè. Mấy hôm nay á lo cái vụ đó mà chết quá trời luôn, tôi phải đi xả chị chết mới được. Ê bà này. Ê, có tiền cái cầm đi vậy con. Ủa sáng sớm mà em đi đâu hả? Thì em đi vòng vòng trong xóm với qua nhạn lắm chứ đi đâu. Trời ơi, nắng nôi không ở nhà tự nhiên cái đi đâu còn chia cho nó mệt vậy? Đâu có được. Em phải đi vòng vòng nói cho mọi người biết chuyện của mình, coi ai đúng ai sai, để coi nó nuốt 6 tỷ của mình á có mắc nghẹn không nha. Em bình tĩnh đi, nóng nảy cũng có giúp ích được cái gì đâu. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? 6 tỷ chứ không phải 6.000 đâu mà kêu bình tĩnh. Chứ giờ em nóng cũng có giải quyết được gì đâu. Em không có nghe câu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, địch bất động là ta bất động. Là sao? Cứ để im để anh coi tình hình sao. Lỡ nó im luôn thì sao? Im gì? Nó đã lấy của mình rồi thì không, nó không có im nữa đó, hiểu không? Vậy giờ em hỏi anh, mình phải chờ tới khi nào? Khi nào mà nó động á là mình mới địch. Ủa, nó động á là mình mới động, hiểu chưa? Thôi mệt quá, thôi em đi vô em nghỉ dưỡng sức đây, chiều em lên sớm trên em kể tiếp. Đất ơi, đúng là đàn bà con gái thiệt. Minh ơi, Minh, 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 Minh. Gì vậy? Anh nghĩ gì mà đang lao cửa mà như người mất hồn vậy? Hả? Nè, đừng nói là đang nghĩ tới cô nào nghe không? Ê! Cô nào đâu cô nào, mệt em quá. Anh đang nghĩ về... Gì? Chuyện ba hơn cái gì hết. À, cái chuyện đó đó hả? Mình, có khi nào á thằng Hết nó lấy thiệt không? Không đâu. Sao không? Khi nào tự dưng cái nó nổi lòng tham lên không? Cái này thì anh không biết. Cũng khó nói thiệt ha. Tự dưng á, đang bình thường có nguyên một cục tiền chà bá lửa xuất hiện trước mặt rồi. Trời ơi, sao mà không tham được chứ mình? Nếu mà là gặp lại em hả, không biết em có tham không ta ha? Công nhận ma lực của đồng tiền ghê thiệt. Thì đương nhiên rồi anh, nếu không có ma lực á thì làm sao con người ta liều mạng đi kiếm tiền được, đúng không? Mình không nghe người ta nói hả, đồng tiền á còn sai được quỷ sai cối mà. Ôi, nhưng mà anh thấy á, mình sống á, tình nghĩa mới là đáng quý. Tiền bạc có thể kiếm được mà tình nghĩa thì khó kiếm lắm. Nói như anh vậy là thiên hạ thái bình rồi anh ơi. Anh không thấy hả, vì tiền á mà con người ta còn chém giết nhau nữa kìa. Nói trúng số còn chi, sao phiền phức quá. Anh ước gì cuộc đời này đừng ai trúng số là không có chuyện gì xảy ra hết. Trời đất ơi, ước gì kỳ cục vậy phải trúng chứ. Nè, em nói cho mình nghe, cái tiền trúng số á nó không có tội. Tội là do cái người trúng số nó sử dụng cái đồng tiền nó sao kìa. Làm gì căng nữa? Căng chứ. Vì em mới mua 2 tờ giấy số mà tự nhiên giấy không trúng rồi sao? Kỳ đúng không? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ cầu trời Phật đừng có nghe lời chồng con cầu nha. Nghe lời con thôi, cho con trúng một lần thôi, con hứa đó. Nam mô A Di Đà Phật. Ê, cái vụ mà 3 tờ giấy số trúng á, nguyên sớm biết có phải là do em đồn không? À, không có nha. Đừng nói thừa em mà. Ừ, vậy thì được á. Đừng có chuyện bậy bạ nha. Không có, là anh em nhiều chuyện lắm vậy đó. Con đâu em? Con đâu ta? À, em nhớ
đó rồi. Em gửi con ở bên ngoài á, chút nữa em qua em đón về. Ừ. Mình gì? Không biết hết á, nó có lấy thiệt không ta? Bà đem quá sao anh biết được. Bà Hân, bà Hân, bà Hân, bà Hân, anh vẫn nghĩ là em lấy vé số của anh thiệt hả? Chứ sao mày? Bây giờ em phải làm sao anh mới tin em? Mày khỏi nói khổ làm gì hết. Tao nhắc cho mày nhớ, tao không có bỏ qua chuyện này đâu. Đừng có để tao tìm được chứng cứ nha. Nếu không á, đừng có trách thằng Ba Hơn này. Không lẽ đồng tiền thật sự có sức mạnh đến như vậy? Tình bạn bao nhiêu năm nay cũng không là ổng tin tưởng mình được. Ai nói vậy? Chị chỉ em đi. Em qua tận bên đó hả? Em chữa cho banh nhà nát cửa đó luôn. Thôi nè, vuốt giận đi. Đã nói cái câu là người ta nói thì biết người ta là ai đâu. Mà tao nói hả, từ trong xóm cho tới ra ngoài chợ, ai cũng xì xầm bàn tán hết trơn trội á. Bữa giờ hả, em nghe đầy hai cái lỗ tai luôn đây nè. Thôi, bực mình thiệt chứ. Tội nghiệp anh hết. Em không có liên quan mà em cũng tức. Uống gì là ảnh. Thôi, làm sao mà ảnh chịu đựng được. Thôi mà, chị thương mà ha. Chị với lại chồng chị luôn tin là thằng hết nó không có lấy ha. Xin cảm ơn chị. Cái gì? Thôi nè, mà ta nói bữa đó có ba người à em. Nghĩ nát ốc cũng không biết ai vô lấy nữa. Ủa, sao mình không nghĩ tới cái trường hợp trên đường đi về rồi anh Ba Hơn ảnh làm rớt thì sao? Ờ ha. Ừ, đúng rồi. Tại lúc đó anh Ba Hơn ảnh xỉn quá mà, nhiều khi anh làm rớt dọc đường sao, đúng không? Thì đó, tự nhiên là đổ thừa cho anh hết. Là em không có chịu đâu. Ủa vậy? Ê, hay là mình đi kiếm đi. Đi. Ủa? Đi đâu? Đi kiếm tỷ giá số. Bây giờ á, chị với em đi dài dài từ nhà của thằng hết đi tới nhà anh Ba Hơn luôn. Mình kiếm lại ha. Thôi khỏi đi. Em đi rồi, em với anh hết kiếm banh con mắt luôn, không có thấy. Thì bây giờ mình kiếm lại lần nữa, thử đâu mình thấy sao. Nhiều khi á, nó rớt trong bụi rậm nào đó hết. Em thấy mắt cồng lắm. Ủa, mà mắt gì em phải đi kiếm chứ? Nếu như mà muốn kiếm á, thì vợ chồng anh Ba Hơn tự đi kiếm, như vậy mới là đúng. Ờ ha. Tự dưng sao mình lại làm chuyện không công vậy ha. Ví dụ như mình đang đi kiếm, tụi mình bắt gặp tờ giấy số, cái người khác nhìn vô, à, nhỏ này ăn cắp. Ôi trời, đâu có được. Thì đó, chưa kể em đã ngay từ đầu xác định là không liên quan chuyện này rồi, thì bây giờ em không có dính líu nữa. À, chị nữa. Hả? Chị đừng nhắc gì mấy cái chuyện giấy số ở đây với em nữa. Em nhức đầu lắm. Ờ, rồi rồi rồi, thôi thôi, chị không nói nữa. Bây giờ chơi vẫn sao? Đâu à? Đặt thiếu. Trong sòng bài không có thiếu mày. Mày chơi kìa. Tao thua đấy giờ chung đủ mà, đúng không? Hả? Còn giờ tao thiếu một cái không làm gì dữ vậy? Có tiền thì chơi tiếp, không tiền thì biến chỗ khác. Mà đừng có lớn tiếng với tao nghe. Mình lại mình ta không có tiền đâu phải. Thôi phải. Hả? Tao có tiền nè. Ê, ê, cái gì vậy? Túi tao mà. Mày đừng có âm binh với tao. Mượn xíu làm gì dữ vậy? Mượn bài mà mượn tiền mày. Nè 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 nè, thằng này nổi tiếng ở trong xóm này là thiếu nợ dây, chỉ bao giờ quýt nợ. Nghe chưa? Nè, còn tiền không? Không đó. Không tiền thì đi chỗ khác, để người khác chơi. Biên. Đi thì đi, làm dữ à? Hả? Đừng tưởng mày có râu mày ngon nghe. Mau có tiền có đem lại, có đánh một cái rồi gỡ liền nè. Chừng nào có tiền lại gỡ mày. Có. Em tụi mày. Mày sao?
Tấn, Tấn yêu dấu. Ra đây, ra đây, ra đây. Trời gì ơi ngồi. Thôi, Tấn. Gì em ngồi? Tấn bạn thân của tao. Ủa, hôm nay đâu mà mang cái bụng theo đẹp vậy? Ờ, bụng má cho. Bụng má cho. Cái lời của Duyên sợ. Sao nói? À, hôm nay thua nhiều quá. Xui quá trời xui. Ủa, hôm nay xui mai gỡ, nói gì? Mà nói câu không có tình nghĩa gì hết mày. Nay xui mai gỡ là sao? Giờ xui mà thì cho gỡ đi. Đi. Gì? Gỡ. Mày gỡ đi. Tao mệt mày quá. Tao đang nóng máu nha. Đang rất là nóng máu. Bây giờ tao ra lệnh cho mày, cho tao mượn tiền để tao gỡ lại. Ê, bá, mày biết mày thiếu tao một đống chưa? Anh Tửng, em biết lỗi của em rồi. Anh cho em mượn tiền đi, em gửi lại cái em trả anh liền. Gì vậy, râu hầm dưới hả? Đẹp, tao đẹp, chứ tao không có ngu. Ha. Trả hết tiền, cũ, rồi, tao mượn tiền mới, ok. Tao kêu bằng anh là tao nể mày lắm nghe. Bây giờ cho tao mượn nó đi, biết tính tao mà. Thiếu nợ dây chưa bao giờ quýt nợ. Chừng nào trả hết nợ cũ đi, mượn tiếp, nha, ok. Mày. Mày làm gì, mày làm gì vậy? Ngứa, bụng mặt nó cắn. Gái cũng cho nữa mày. Gái đi. Mày riết không có bạn bè gì á. Thiếu xíu làm dữ hả? À, nhớ nợ cũ nhớ trả đúng hạn nha mày. Không cho mấy thằng kêu kiếm mày à. Hết. Hết đẹp trai. Đẹp trai quá. Đi đâu vậy? Nói cầm mấy cuốc hả? À, đi lo mấy cái cây của ông nhà, ông Tư Dường phải không? Phải có mừng mới có ăn chứ anh. Mày giờ mà còn mừng với gì nữa? Nói gì vậy? À, không có gì. Rảnh không? Đi uống cà phê chưa? Không, em bận rồi. Xíu nữa em có hẹn với Sang. Phụ nữ, đàn bà lúc nào hẹn mà không được. Tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày nè. Chuyện gì thì anh nói đi. Trong sớm này tao thương mày lắm. Vừa đẹp trai nè, vừa siêng năng nữa. Thương lắm. Anh đang kẹt. Có tiền không cho anh mượn đi. Bữa nào có tiền em trả ha. Được ha. Biết ngay mà. Anh nói thiệt. Em cũng nói thiệt. Hả? Em không có tiền cho anh mượn. Mày giỡn hoài. Mày là đại gia. Đại gia mà nó không có tiền. Nó đại gia gì? Mày làm người ta không biết vậy. Bà lấy những tấm giấy số của thằng Ba Hơn. À, cho anh mượn tiền đi. Anh không nói cho ai biết đâu. Mấy tấm giấy số hả? Ờ. Em không có lấy. Với lại em cũng không có tiền cho anh mượn đâu. Mày chơi vậy là chơi dơ lắm rồi mày. Chơi dơ lắm luôn á nha mày. Đâu phải tiền của mày đâu, muốn cho ai mượn cũng được mà. Thôi, em có công chuyện rồi, em đi trước. Công chuyện gì? Tao nói mày. Đặng một mình thì không có bền đâu nha mày. Bội thật túng thật mày chết đó. Tao đang nghĩ gần chết à. Sao cái sớm này dạo này dễ trúng số vậy trời. Mình cũng phải thử vận may coi sao chứ. Thằng nhóc bắt cái số. Ê nhóc, nhóc. Biểu. Cái gì chú? Vé số đâu? Đưa đây chú mua. Con bán hết rồi chú. Giờ này là mấy giờ mà hết vé số? Mày đi về lấy vé số bán cho tao. Dạ không. Một ngày con bán có tiêu chuẩn lắm. Bán hết là không bán thêm. Trời, tiêu chuẩn luôn nữa. Bán vé số mà cũng chảnh mày. Không có chảnh đâu chú. Con làm việc có nguyên tắc lắm. Con chỉ bán vì đam mê thôi. Bán vì đam mê? Mày giỡn với tao hả mày? Con đâu có giỡn đâu chú. Nếu chú muốn mua vé số, mai trước 11 giờ chú kiếm con bán cho chú. Giờ con phải về đi học rồi. Vậy nha chú. Bye chú. Nhóc. Hôm nay cái ngày gì mà gặp toàn là mấy đứa chảnh chẹ không trời. Cái gì? Từ từ tao trả. Tao không có giật nợ ai hết. Được chưa? Thằng bá này không bao giờ giật nợ ai hết. Chỉ có thiếu nợ dai thôi. Hiểu chưa? À, hiểu rồi. Từ từ tao trả. Nè, tao vô cái mánh này tao trả mày.
hết luôn. Ủa sao nãy điện thoại con nói con bận, giờ qua làm vậy? Dạ thì con có hẹn với chị có, mà qua cái giờ chị giận con luôn rồi. Không sao, mai mốt á có gặp con có để Năm nói cho. Tính nói vậy chứ mà quên lắm, mấy bữa quên à. Nhưng mà con thấy tội nghiệp anh hết lắm, ảnh buồn lắm luôn á, mà con không biết làm sao để giúp ảnh, tội nghiệp anh lắm. Năm cũng tin á là thằng hết không có tham lam, không có cái tính đó. Từ từ mai mốt anh em sẽ hiểu nó mà. Từ từ hả con? Mà con không biết bao giờ mới được như vậy nữa. Từ từ mà. Sang Sang, nghe đồn thằng hết lấy hết vé số của bà Hân đúng không? Làm gì có, ai đồn vậy? Thì tao không biết, tao hỏi gì thôi, mày làm mày dữ vậy? Không có chuyện đó nha, anh hết anh bị đổ quen á. Tao không có biết đâu, tao không biết, tao quan tâm tao hỏi, mày làm gì mà khùng lên như vậy? Tôi khùng đó, ai đụng tới anh hết tôi đè ra tôi cắn ráng chịu. Mày thôi đừng có ghẹo nó nữa mà. Không ghẹo nữa, hôm nay con sứ nó cắn được những người con ấy vậy đó. Bà Năm Tươi, trời đất ơi, mày kêu Năm được rồi, mày kêu Năm Tươi hỗn hào à. Ghi sổ nè. Ghi sổ hoài vậy, khi nào mày mới trả hả? Hả? Từ từ trả. Từ từ là khi nào? Hả? Mày suốt ngày đánh cờ đánh bạc không à? Cờ bạc không thì làm sao có tiền mà trả mà từ từ hả quỷ? Dì Năm, dì Năm biết tính nó vậy rồi còn cho nó thiếu nhiều làm chi vậy? Dì đâu có cho thiếu đâu, nó vô nó ngồi nó kêu ly cà phê rồi hả đứng lên bỏ đi nói là ký sổ, làm sao dì biết trước được? Lần sau có tới đây á còn thiếu tiền không bán. Đúng rồi, lần sau á nó mà tới nó kêu cà phê á dì bắt nó trả tiền trước, không thôi khỏi bán, chứ không thôi dẹp tiệm với nó như chơi à. Đúng rồi. Ủa mà ngộ nghe, nó làm bảo kê ở bên quán Dường Thiên Thai, sao nó không uống ở bển đi? Nó qua bên này nó uống thiếu hoài vậy trời. Dì nghe nói á là ở bển cũng thiếu nợ chất chồng chất đóng rồi. Ai mua vé số không? Vé số đây, vé số chiều số đây. Vé số đây. Ủa cô à, à con Tủng hả con? Dạ. Đi bán vé số hả? Dạ cô. Ủa bữa cô hứa thưởng cho con cô. Đúng rồi cô nhớ thưởng cho con nha cô. Trời ơi yên tâm, chuyện nhỏ. Để vài bữa nữa cô thưởng cho nha. Vài bữa nữa là mấy ngày nữa cô? Năm ngày nha. Dạ cô chắc chắn nha cô, 5 ngày cô hưởng cho con nha cô. Dạ cảm ơn cô, con đi. Ai mua vé số không? Vé số chiều số đây. Tự nhiên bây giờ mình sợ luôn cái thằng bán vé số là sao trời. Đúng số tiền đâu không có thấy, mà thấy chủ nhợ dí quá trời à. Ủa anh trời em. Ơi ngồi đây với em. Đây ôi lâu quá à, đi đâu mất tiêu luôn, sao không thấy ghé quán em vậy? Lần này là anh cũng hơi bận. Vậy hả? Mà rảnh cái là anh lại ghé em ngay còn gì nữa. Trời ơi quỷ à, tưởng đâu bị vợ nhốt ở nhà không cho ra đường luôn rồi chứ. Vợ anh dạo này làm sao nó cứ nghi ngờ ngờ ấy, rình rập liên tục. Ôi, không nhúc nhích gì được luôn. Em nói thiệt á, em sợ mấy bà vợ ở nhà ghê á. Bà nào cũng giữ chồng khư khư à, ôm chặt cứng à. Bà đàn ông giữ làm cái gì? Muốn đi là đi, muốn về là về đúng không anh? Ủa, vợ ở nhà dữ lắm hả? Trời đất ơi, sư tử Hà Đông. Ôi ôi. Ôi, không sợ làm sao được. Cái không ngoan hiền như em đâu. Trời ơi. Mấy anh đây anh nào cũng nịnh hết trơn á. Ăn uống gì? Như mọi lần đi. À vậy ha, chị chờ em chút xíu em vô liền nha. Ok. Thương quá, nhớ gần chết vậy. Tôi tưởng trốn tôi luôn rồi chứ.
Trốn? Trốn đâu? Đã có chỗ nào mà trốn? Tôi nói vậy đó, tự biết. Thôi mà đừng nói anh vậy mà. Hài dấu của anh ha, thương lắm á. Trời ơi, cái chiêu này nó cũ mà nó xưa lắm rồi. À, thì chiêu mới phải không? Hà yêu dấu của bá. Câu này khác à nghe. Ôi thương lắm nè. Anh nhớ lắm, anh thương lắm á. Ờ, thương lắm á. Buông ra. Cục vàng của anh. Ê, nè. Cái gì cục vàng? Nếu mà đúng chữ á thì anh phải nói là ôi em là mỏ vàng của anh. Nói gì sao được, em nói làm như anh đào mỏ em vậy. Vậy anh thử tính đi, anh lấy của tôi hết bao nhiêu rồi? Lấy đâu có nhiều đâu, nhưng mà mình là vợ chồng mà, đúng không? Ai là vợ chồng với anh? Ờ, chị người yêu, được chưa? Thương lắm ha. Nè, sáng giờ khác nhiều không? Lai rai. Cho anh xin chút đỉnh đi. Cái gì? Chút đỉnh? Chút thôi. Mới hôm kia tôi đã đưa cho anh rồi, hôm nay anh quay lại anh xin nữa. Sao lần nào gặp anh á anh cũng tiền với tiền hết vậy? Anh xin chút đỉnh vàng túi thôi mà. Anh xin kiểu đó đó, máy còn in không kịp nói chi tôi đi làm. Thì bữa hỏi mày vàng túi bên này, bây giờ mày vàng túi bên này ha. Nó cạn. Nè, anh bác, anh làm ơn đi anh bác, anh bớt cờ bạc lại được không? Anh nói em nghe, ở đời ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm hết. Cái khuyết điểm của anh á là anh mê cờ bạc, nhưng mà cái ưu điểm của anh á là anh quyết tâm gỡ lại. Anh có sự quyết tâm trong đó đó. Quyết tâm? Quyết tâm chứ bộ. Lần nào cũng nói câu đó, lần nào cũng trái túi mà gỡ hoài. Hứa với em lần này thôi, anh sẽ gỡ hết cả vốn lẫn lời để trả cho em một lần. Thôi, đừng nói nữa, tôi mệt lắm rồi. Nè. Trời ơi, cảm ơn em nhiều nha. Thương quá cho hôn một cái nữa. Cảm ơn em nha. Và cũng giống như mỗi lần anh nhận tiền xong với câu chạy xa bay vài ngày mới trở lại. Gái ăn cá đi nè. Thôi con ăn cá đâu, ở ngoài ngoại toàn cho ăn thịt không à. Ăn đi con gái, muốn ăn thịt á mai ba đi chợ mua cho. Dạ. Ngoan ba thương. Ủa mà em. Dạ. Sáng anh nhớ anh công nhiều lắm mà sao em chiên có ba con cá à? Thì nhà mình ba người, chiên ba con đủ ăn rồi, số còn lại em để dành mai em kho. Tằn tiện như em á chắc nhà mình mau giàu lắm á. Anh mà có vợ như em á là phước anh biết không? Tôi biết rồi, tôi biết là tôi có phước rồi. Đó, chứ thử anh cưới cô nào mà về xe xua phung phí đua đòi coi, thử coi anh có mạc không? Anh, cho mượn điện thoại. Gì vậy? Giờ giá số. Lẹ. Bữa nay mà đặt mua giá số rồi nữa. Em mua cọc mai mà. Trời ơi. Đúng rồi hả? Không được rồi, được rồi. Sao? Nè, của mình 664 này ra 663. Còn có nấc rồi mà cũng không rác lên giùm ta nữa. Thiệt tình luôn á. Rồi xong, mất 50 ngàn. Em tằn tiện là để dành tiền mua vé số hả Lắm? Thì tại em thấy ông ba hơn ông trúng số thấy ham quá nên em cầu may thôi mà. Thì mua 1-2 tờ thôi. Em mua chi nhiều dữ vậy? Thì lần trúng lần khó, trúng nhiều cho nó đã. Mua vé số mà dễ trúng á, chắc cả thiên hạ này đổ xô đi mua vé số quá. Nè anh. Hử? Khi nào mình mới giàu? Ráng mà ăn đi, giàu mới hồi. Thì cũng ráng làm ăn lắm luôn á, có giàu đâu. Thời chưa tới đó em, thời tới là cản không nổi đâu. Mình nghĩ cũng tiếc thiệt ha. 50 ngàn này nè là em đi chợ nguyên một ngày luôn á. Mai mốt em mua cầu mai hay mua giúp đỡ thì mua 1-2 tờ thôi, chứ mua kiểu em á
nhà mình chưa giàu đã đói gã ruột rồi đó. Em biết rồi. Anh xong đó, em với con ăn đi. Anh, ăn đi con, lẹ đi dọn. Thấy Tết rồi nha dì Nam. Dì Nam. Ừ. Từ sáng giờ bán được lắm nha. Lớp người ta mua chân, lớp người ta mua tặng đó. Nam ơi, vài bữa quân rinh vỏ hoài vậy ăn Tết nha Nam. Thôi giờ lấy luôn đi, khi nào có tiền đưa. Thôi, chưa bán cá không dám đâu. Ủa, bình thường đi ba đứa mà, sao nay tới hai đứa vậy? Không hết đâu. Hai đứa bay uống gì? Như cũ ha. Như cũ, như cũ. Ba Hơn, hay kêu hết ra chơi ha. Kiểu gì cũng phải kêu ra nói chuyện cho rõ chứ. Thôi mày ơi, mày muốn kêu thì kêu đi. Tao với nó không có gì để nói. Đây 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 đây, cà phê đây hai đứa ơi. Uống cà phê, nói chuyện mùa xuân ha. Nam. Nam ơi. Gì? Nam ơi. Hả? Vài bữa con sớm mình á, có ai sửa nhà ăn Tết, sân phết gì thì Nam kêu con làm kiếm tiền nha. Ừ, ai cần á Nam chỉ cho. Dạ dạ. Nam ơi. Nam ơi. Ăn hết. Nam bán ly phê Nam. Ăn hết. Hết. Vô uống cà phê con. Thôi, con không uống đâu. Uống gì vô, trời đất ơi, đủ bộ ba rồi nè. Ngồi 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 uống cà phê. Ngồi, Nam pha cà phê uống. Ngồi uống cà phê đi. Tao Ba Hơn mới tới thị hả? À, em mới ngoài vườn vô. Ê, tao thấy hôm nay cái cây trúng á mà nhìn sao mày gẫu vậy? Ai trúng với em có trúng đâu. Bây giờ không biết chủ vườn có trả tiền công thêm cho em không nữa. Nè, cà phê nè con. Cảm ơn Năm. Em không có bán được. Bây giờ không biết thương lái á, nó có tính tiền công cho em không nữa. Trời ơi, giờ mày cần gì làm nữa hết ơi. Nói vậy là sao Ba Hơn? Thì có tao mới nói. Thì tao nói như vậy là mày hiểu rồi. Em biết là anh nghi ngờ em, nhưng em đã nói rồi, em không lấy thì em không lấy. Mày thấy có thằng ăn cắp nào mà tự nhận mình ăn cắp chưa? Em đã nói là em không ăn cắp. Mày anh không tin đúng không? Em thề cho anh tin nè. Ôi, tao không tin mấy thề thốt của mấy đứa con nít mày. Anh nói sao anh cũng nói được hết trơn á. Sao không được? Anh đi nói tùm lum á, rồi bà con chùm xóm ta hiểu lầm em làm sao? Hiểu lầm cái gì? Cái này là mày tự nhột nha. Nha. Em không có làm gì mà em phải sợ nhột hết trơn á. Nhưng mà tại người ta đồn ra đồn vô em không thích thôi. Thì người ta đồn ra đồn vô mà chịu khó mày nghe đi. Chịu miễn sao tiền đầy túi được rồi. Nói với anh cũng không hiểu nữa. Thôi không giải thích cho anh nữa. Ờ mày cần giải thích đúng không? Cứng họng ở vậy đúng em chưa? Em không nói chuyện với anh nữa. Tao không cần nói chuyện với mày à. Thôi 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 thôi, hai bay làm gì vậy? Thằng nào cũng nóng hết rồi sao giải quyết? Anh coi ông kìa, ông nói chuyện sắp không vậy ai nói lại ông? Tao đâu cần phải nói chuyện tử tế với thằng ăn cắp. Em nói là em không ăn cắp. Mày ăn cắp. Không ăn cắp. Thôi hai đứa bình tĩnh đi, bạn bè chòm sớm láng giềng lâu năm với nhau, từ từ giải quyết. Không nghe người ta nói câu lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau hả? Bây giờ nóng giận nói cho đã miệng, mai mốt rút lời lại không kịp đó. Nằm nói đúng á. Thôi con về nhà ăn uống, uống xong đem qua trả ly. Chứ hết gì Năm được, mày thấy không, có tật đục dịch tới chưa? Trời ơi, tao rầu hai bảy hết sức luôn á.